Em Út thân chào cả nhà. Hôm nay thì em Út giao lưu rất vui cùng cả nhà mình một cây linh sam siêu bông ưu điểm có hai bo ghép hoa hồng nha anh chị em mình. Để Út xoay một vòng cho anh chị em mình xem cái cây này nha. Cây này cao thoát thân thì có 15 cm thôi anh chị em mình. Cao thoát thân 15 cm, hoành 16 cm nha anh chị em mình. Linh sam siêu bông ưu điểm nha. Có hai bo bông hồng rất là cứng nha cả nhà. Hai bo này em ghép hơn 1,5 năm tuổi rồi nên anh chị em mình sẽ an tâm ha. Anh chị em mình xem cái tán của hoa hồng nè. Đó. Cao thoát thân là 15 cm, hoành 16 nha anh chị em mình. Em Út sẽ giao lưu yêu thương giá cho anh chị em mình chỉ có 350k thôi nha. Cây này thì anh chị em mình về vào kẽm giúp Út, nó sẽ có hai màu, đó là màu tím và màu hồng nha cả nhà. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Linh sam siêu bông ưu điểm có hai bo bông hồng nha. Ưng ý thì nhắn tin cho em nha cả nhà. Chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ nha. 350k nha cả nhà ơi.